tạ cuộc trần hồng xa khơi. Ôi trăm lời mới lạ, ngàn năm vẫn tuyệt vời. Chắp tay cùng khấn nguyện, thế giới một đường về. Bao nhiêu khê huyễn hoặc, chảy thành giọt tào khê. Trong vô thường bụi cát, tâm tình lạc hiện bay. Ánh pha lê tuyệt thế, từ bùn đất trần ai. Đêm mộng dài đã dứt, chân diện mục tương phùng. Ông dùng bao ngày tháng, ánh sáng từ không trung. Trong kinh tiểu bộ này thì phát hiện ra một bài kinh mà ngày xưa Thiện Hữu học ở trong kinh Bách Vụ. Kinh Bách Vụ là một bản kinh mà hồi lúc học sơ đẳng Phật học, sau này thì học trung đẳng thì cũng có học đi học lại cái bản kinh Bách Vụ này. À, không ngờ là cái bài kinh này lại nó nằm ở trong hệ thống kinh tạng Pali, mà nằm ở trong kinh tiểu bộ 1. Ở trong kinh Bách Vụ thì cái tên của cái bài kinh là Người Mù Rờ Voi. Cái này thì quý vị cũng nghe nhiều giảng sư xưa già cũng nói cái bài kinh này. Nhưng mà bữa nay là Thiền Hữu đọc bài kinh này, nó nằm chính là ở trong kinh tiểu bộ 1, hệ thống kinh tạng Pali. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, tại Chetavana, khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ có một số đông các ngoại đạo đi đến, các bà la môn, các sa môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào thành Savatthi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau. Y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như thế là sao? Thế giới là thường còn, ngoài ra tất cả đều là hư vọng. Một số sa môn bà la môn luận thuyết như sau:
thế giới là vô thường, ngoài ra tất cả đều là hư vọng. Rồi một số Sa môn Bà La môn luận thuyết như sau: thế giới là có biên tế, đây là sự thật, ngoài ra đều hư vọng. Một số Sa môn Bà La môn luận thuyết như sau: thế giới là vô biên, ngoài ra tất cả đều là hư vọng. Một số Sa môn Bà La môn luận thuyết như sau: sinh mạng và thân thể là một. Nhắc đi nhắc lại hoài đọc để cho nó gọn. Rồi một số Sa môn Bà La môn luận thuyết quan điểm như sau: sinh mạng và thân thể là khác. Rồi một số Sa môn Bà La môn nói là Như Lai có tồn tại sau khi chết. Một số thì nói Như Lai không tồn tại sau khi chết. Một số nói Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Rồi một số nói Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Rồi họ tranh cãi nhau, tranh luận nhau, đấu đá, đả thương bằng binh khí miệng lưỡi, rồi bằng tay chân. Như thế này là pháp, như thế này là phi pháp, như thế này là không phải pháp, như thế này là phải pháp. Rồi nhiều tỳ kheo vào buổi sáng đắp y mang bát vào thành Savatthi để khất thực. Khất thực ở thành Savatthi xong, họ đi trở về, rồi đi đến Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: ở đây bạch Thế Tôn, có một số ngoại đạo sai khác, Bà La Môn, Sa Môn. Rồi bắt đầu họ kể lại tất cả cho Phật nghe. Và Phật mới nói: này các tỳ kheo, các du sĩ ngoại đạo đó là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết không phải không mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết, không hiểu, cho nên họ tranh luận, tranh cãi, đấu đá lẫn nhau. Này các tỳ kheo, thở xưa tại thành Savatthi này có một ông vua. Này các tỳ kheo, ông vua ấy bảo một người: này người kia, phàm trong thành Savatthi có bao nhiêu người mù, hãy nhóm hợp họ lại một chỗ. Thưa vâng. Rồi người này nghe lời ông vua mới đem hết tất cả những người mù lại nhóm một chỗ, rồi trình lên Đức Vua. Đức Vua mới nói: này các khanh, hãy đưa một con voi cho những người mù này. Thưa vâng đại vương. Này các tỳ kheo, người ấy vâng đáp ông vua, đưa ra một con voi cho những người mù và bảo: này các người mù, đây là con voi. Với một số người mù, ông ta đưa cái đầu con voi và nói: này các người mù, đây là con voi. Với một số người, ông ta đưa cái lỗ tai và nói: đây là con voi. Rồi tiếp tục, một số khác đưa cái ngà, đưa cái vòi, đưa cái chân, đưa cái thân, đưa cái lưng, đưa cái đuôi, đưa cái lông đuôi. Này các tỳ kheo, rồi những người ấy sau khi rờ con voi và đi đến, thưa với Đức Vua, con voi đã được những người mù này rờ và thấy rồi. Rồi Đức Vua bảo: bây giờ là hợp thời. Này các tỳ kheo, ông vua đến người mù, sau khi đến nói với họ: này các người mù, các ông đã rờ con voi, đã thấy con voi chưa? Thưa đại vương, chúng tôi đã thấy con voi. Này các người mù, các ông hãy nói cho ta nghe, con voi nó giống như cái gì? Này các tỳ kheo, những người mù rờ được cái đầu thì nói con voi như cái ghè là cái lu á, lu đựng nước. Những ai rờ được cái lỗ tai thì nói con voi như cái rổ sàng gạo.
những ai rờ được cái ngà thì nói con roi như cái cài, những ai rờ được cái vòi thì nói con voi như cái lưỡi cào, những ai rờ được cái thân thì nói con voi như cái kho chứa lúa, những ai rờ được cái chân thì nói con voi như cái cột nhà, những ai rờ được cái lưng thì nói con roi như cái cối xay gạo, những ai rờ được cái đuôi thì nói con roi như cái chạp, những ai rờ được cái nhóm lông của cái đuôi thì nói con voi như cái chổi chà. Con voi của các ông nói như vậy không phải là con voi, Đức vua nói. Đức Phật nói tiếp, cũng vậy này các tỳ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không thấy được chánh pháp. Rồi Đức Thế Tôn sau khi biết và hiểu nghĩa nói lên lời cảm hứng như sau: có một số sa môn cùng với bà la môn, họ tranh chấp giành giật trong các luận thuyết này, họ tranh luận tranh chấp vì họ chỉ nhìn một phía. Đó. Đây là cái bài kinh mà hồi xưa học ở trong kinh Bát Vũ, không ngờ là giờ nó nằm ở đâu, trong cái bản kinh Tạng Pali mà tiểu bộ 1. Nhà thiền hữu xin tóm tắt đại khái là ở thành Savatthi, là thành Xá Vệ đó. Hồi xưa nào giờ quý vị nghe Savatthi, Savatthi thì dịch ra là Xá Vệ thành, giống như là một thở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành kỳ thủ viên vũ viên trung đó, thì là Savatthi là thành Xá Vệ, là một cái thành tương đối là trù phú. Cho nên là cuộc đời của Đức Phật, ngài đi đầu này đầu nọ, vừa ở trong rừng cũng có, ở mà ở thành thị ngài cũng ra để ngài thuyết pháp hóa độ. Thì một ngày nọ thì có nhiều những người bà la môn, tức là những người không phải đạo, rồi thậm chí luôn những sa môn là những người cùng đệ tử của Đức Phật luôn đó, rồi mới đi khất thực, họ cũng đi khất thực, chứ không phải chỉ có đạo Phật mới đi khất thực. Bây giờ ở đây mới thấy sa môn bà la môn, mà bên bà la môn á họ cũng đi khất thực, họ cũng sống đời sống kham khổ, gọi là khổ hạnh. Chứ đừng có nghĩ là chỉ có mấy ông thầy mới đi khất thực, không phải. Bây giờ đọc cái này mới thấy là ngày xưa ngoại đạo họ cũng đi khất thực. Rồi họ đi khất thực xong rồi họ kéo về thành Savatthi, họ gặp nhau thì bắt đầu họ mới nói. Đây nè, những cái đề tài này gặp nhau là bắt đầu nói giống y như ta bây giờ vậy thôi. Thế giới này là hữu biên, tức là thế giới này là có hạn. Thế giới này là vô biên, tức là thế giới này là vô hạn. Sinh mạng này và thân thể này và tâm là một. Rồi có người nhóm thì nói là thân khác, tâm khác, không phải là một. Rồi có nhóm thì nói về, nghĩ về Đức Phật, nói là Đức Phật tồn tại sau khi chết. Rồi có người nói không, Đức Phật không có tồn tại, chết rồi là hết chứ không có tồn tại, sau khi chết là không còn tồn tại nữa. Rồi có một số thì nói là cái gì, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết. Họ tranh luận, mới bắt đầu thì họ tranh luận bằng lời, nói cho đã, rồi người ta dùng gọi là binh khí bằng miệng lưỡi, cuối cùng rồi hỗn lộn nha, tranh cãi cái chuyện mà nãy giờ mà nó chẳng dính gì đâu hết. Rồi một số thầy tỳ kheo khác chứng kiến như vậy, cho nên mới đem lại mé Phật
trình bày với Phật, nói giờ con thấy sáng giờ có cái đám mấy du sĩ ngoại đạo Bà La Môn, Sa Môn, họ như vậy và họ đánh lộn với nhau. Thì xin Đức Phật nói, thì Đức Phật cho nên là có những lúc bây giờ mình mới thấy nè, Phật ổng cũng chửi vậy chứ ông đâu có nói ngọt ngào. Này các tỳ kheo, các du sĩ ngoại đạo đó là những cái thằng một những người mù không có mắt, chửi à, cái này chửi nặng rồi nha, không có biết mục đích của cái chuyện mà tu hành, cũng không biết đâu là pháp đâu là phi pháp. Rồi Đức Phật mới kể cái chuyện đời xưa cho nghe, là hồi xưa cũng ở tại cái thành Savatthi này nè, có một ông vua, ông mới kêu hết, ông mới kêu cái thị giả đi, ông quan kêu gom hết tất cả những người mù quẩm sinh ở trong thành này lại đây, rồi lại đây đầy đủ xong hết nhiều lắm cũng đâu cũng khá đi. Rồi bắt đầu ông vua mới kêu dẫn con voi ra, rồi ông mới cho rồi rời đi, rồi đưa cái đầu, con nhóm rời được cái đầu, con nhóm rời được cái lỗ tai, con nhóm rời được cái ngà voi, rồi có nhóm rời được cái thân của con voi, rồi cái chân, cái lưng, cái bụng, cái đuôi, cái lông đuôi. Và sau đó Đức Vua mới hỏi giờ mấy ông rờ, mấy ông thấy rồi đó, mù mà thấy, giờ mấy ông nói cho tôi nghe coi con voi nó làm sao. Thì bắt đầu mỗi nhóm đó, họ nói thứ nhất là nói con voi như cái lu rồi có người nói con voi như cái rổ sàn gạo, có người thì nói con voi như cái lưỡi cài, có người nói con voi như cái cài, có người nói con voi như cái kho chứa lúa, có người nói con voi như cái cột nhà, có người nói con voi như cái cối, có người nói con voi như cái chổi chà. Rồi ông vua mới nói vậy thì mấy ông nói nãy giờ những điều mấy ông diễn tả về con voi trật lắc hết trơn. Thì bây giờ mấy người này nó xúm lại nó cãi với ông vua luôn. Rồi Đức Phật mới nói là cũng vậy, mấy người mà sáng giờ mà gây lộn á, chữ lộn đánh lộn, mấy du sĩ này nè là những người mù không có mắt, người mù quẩm sinh không mắt cho nên họ không thấy được ánh sáng mà họ không biết gì hết. Đức Phật mới nói là có một số sa môn cùng với Bà La Môn. Này sa môn là có ai? Có đệ tử của ổng ở trong này nữa à, chứ không phải chỉ có ngoại đạo không. Có một số sa môn cùng với Bà La Môn, họ tranh chấp giành giật trong các luận thuyết này, họ tranh chấp luận thuyết rồi vì họ nhìn chỉ có một phía thôi. Học đọc bữa nay Thiền Hữu còn kể cái bài kinh này, cái thứ nhất là Thiền Hữu đọc phát hiện ra được là cái này nó không phải trong chỉ có trong kinh Bách Vũ mà nó nằm sờ sờ ở đây. Mà cuối cùng rồi nếu mà nói thẳng ra Thiền Hữu cũng là sao, nếu mà Thiền Hữu không chấp nhận cái bản kinh mà Thiền Hữu không đọc mà cứ nào giờ cứ chấp là cái bản kinh mà người mù rờ voi này là chỉ có ở trong kinh Bách Vũ không à, mà ai người ta đọc cái kinh Tiểu Bộ, người ta nói trong kinh Tiểu Bộ á, bắt đầu là Thiền Hữu sao, cả nói là tôi học hồi xưa tôi học, thậm chí Thiền Hữu còn nhớ tên ông thầy dạy cái bản kinh mà Bách Vũ nữa, là ông hòa thượng đó hiện giờ còn sống á, là dưới Bình Chánh á, cũng là mà cao tuổi là mà hòa thượng Thích Thiện Lạc, hiện giờ còn sống ở chùa Tam Bửu, dễ thương hết sức, hiền như cục đất. Hồi xưa lúc mà Thiền Hữu học mà lúc đó tăng sinh mà còn trẻ học, mấy thượng tọa, mấy thầy gọi là giáo thọ phải năn nỉ tăng sinh đó học,
Ông cụ này ông hay năn nỉ, ông hiền dữ lắm cho tới bây giờ. Mỗi lần ông lên dạy là ông năn nỉ, ông nói mấy huynh, ông kêu mấy huynh không à, chứ không có bao giờ là ông kêu xin thầy à nha. Đức độ như vậy, hiền như vậy. Hôm ngày ông nói mấy huynh ráng học. Nói tôi dạy cái bộ môn này nó cũng khô khan, thì mỗi ngày có nhiều khi ngày dạy hai bài, có nhiều khi ngày dạy một bài. Thành tiên hữu học người mù rồi voi ở trong kinh Bách Vụ học với ông cụ đó, học ở chùa trường mà sơ đẳng Phật Học Viện Thiện Hòa hồi xưa, nó gọi là Phật Học Viện Thiện Hòa, là ở ngay chùa Giác Ngộ bây giờ. Cái đó hồi đó là trước đó nữa là cái trường gọi là trường học, trường Bồ Đề. Rồi sau này mới là cái hệ thống trường Bồ Đề mới dẹp bớt, rồi mới bắt đầu chuyển qua là trường Phật Học Viện Thiện Hòa mà học. Cái hệ thống mà gọi là sơ đẳng 3 năm, sơ đẳng 1, sơ đẳng 2, sơ đẳng 3, 3 năm. Thi học xong, thi qua học trung đẳng, là qua bên chuẩn quan học trung đẳng 3 năm nữa. Rồi người nào mới thi vô Đại học Văn Hạnh thì học, còn nếu không thi vô Đại học Văn Hạnh thì học cao đẳng Phật học, thì có hai chỗ. Một là cao đẳng Phật Học Viện Huệ Nghiêm ở ngoài chùa, ở ngoài kêu bằng ngang cái Sa Cảng miền Tây, là bây giờ là cái chùa Huệ Nghiêm lớn, hồi xưa là chuyên về Phật học. Và một cái Phật học và viện cũng là trường cao đẳng Phật học là ở Quảng Hương và Lam, là ông Trí Thủ là làm viện trưởng ở trên Gò Vấp. Thì ai muốn học thì cao lên nữa thì học hai chỗ, một trong hai, hoặc là học đại học thì lên Đại học Văn Hạnh. Hồi xưa tới đó về thôi. Thì trở lại là Thiện Hữu vui thích là vì đọc, bây giờ có thời gian đọc những cái bản kinh mà mình không ngờ là nó nằm ở trong kinh tạng Bali. Cho nên ông viện trưởng ông Minh Châu ngày xưa ông ngày ông chỉ dạy kinh tạng Bali thôi, ngoài ra ngày không có dạy cái kinh nào khác. Thì bây giờ mình mới phát hiện, mình mới thấy là những cái nội dung kinh tạng Bali đó là được các tổ hay là được quý thầy sau này mới làm sắp xếp thì sao không biết, mà nó ra cái hệ thống Hán tạng. Thì trở lại cái nội dung, nhìn chung á là quý vị có khi nào quý vị giống như mấy người mù không? Mình cũng giống như mấy người mù, chứ không phải mình nói mình sáng mắt là coi như mình thấy được hết, mình biết được hết. Có những chuyện mình nhìn trước mặt nhưng mà mình cũng không có, mình cũng có hiểu nữa, chứ đừng nói sáng mắt. Rồi chẳng những không hiểu mà nói tầm bậy nữa. Cãi, người ta gọi là cãi gì? Cãi bướng hay là cãi giống? Nói ở trong đạo gọi là cãi giống. Nói là coi như không chịu nghe. Mấy cái người mà cái dạng mà không có chịu phục thiện, không có chịu mà chấp nhận những cái quan điểm của người khác, cứ nghĩ là mình đúng không à, toàn bộ người khác là sai, là không có tiến bộ được. Nếu trong đạo có dùng cái từ gọi là những người đó là những người coi như là cố chấp quan điểm của mình. Mình hiểu là thế giới này là vô thường rồi, tất cả cái gì cứ nghĩ là vô thường. Rồi mình hiểu là thế giới này là thường thì mình chỉ biết thường thôi. Nhưng mà đâu biết là nếu mà nó vô thường sao nó trước mặt mình gọi là vô thường được. Cái thằng mà nó nói bây giờ là thường mà sao mới thấy đứng sờ sờ đó thì sao mất tiêu rồi mà thượng vậy? Rõ ràng không? Nhưng mà mình không có chịu hiểu hết, mà mình cái gì mình hiểu mình biết có một chút à,
Mà kiến thức của nhân loại đó là nó mênh mông trời đất. Kiến thức Phật học nó mênh mông trời đất, mà mình học có một chút à, rồi mình nghĩ là mình đã, tôi biết hết, tôi thấy hết, tôi hiểu hết. Đi chùa mới có một chút mà bởi vì mấy ông hòa thượng, mấy ông hay nó khéo mà cũng nặng lắm á, nó ăn chưa hết hột hủ bà nào nói hủ chao, bà nào nói hủ tương, tương chao đều đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái bà mà ăn tương thì tại vì bà sợ ăn chao nó phong, còn cái bà ăn chao thì bà sợ, bà sợ thì sao, ăn tương không ngon. Nhưng mà mấy hòa thượng nói ăn chưa hết hủ tương mà bài đặt nói chuyện gọi là Phật thánh tiên hiền không à. Mấy hòa thượng hồi xưa gặp mấy ông thầy nhỏ mà nói này nói nọ nói kia đó, gọi là luận thiết á, thì mấy ôn không có cái bằng nói nặng nói gì hết, chỉ cần đó, chỉ cần nói nhiêu đó thôi, ăn chưa hết hủ chao nói vậy thôi. À, thiền hữu cũng bị nói chứ đâu phải không bị nói. Rồi, gọi là trẻ tuổi mà khoe khoang, mình có cái tánh gọi là khoe khoang, ai cũng có cái tánh khoe khoang. Học coi như là hết lớp 12 là bắt đầu khoe khoang rồi, mà thời điểm đó học hết lớp 12 là cũng không phải là cái người nhiều lắm đâu. Rồi ráng nghe lời má, học hết đại học là cũng ngon rồi. À, thời kỳ thiền hữu đó mà học mà đại học mà phải cái này cũng khoe nữa nè. Thấy không, mình vừa nói cái tự nhiên cái mình thấy là cái tâm mình là đang cũng khoe nữa đó, hay khoe. Nhưng mà thôi, chuyện của mình khoe không sao. À, học đại học nhưng mà nếu mà có một bằng đại học không ngon, phải hai bằng đại học trở lên thì coi như là mới ngon. Rồi đến một cái thời điểm là hai bằng đại học cũng chẳng nhăm nho gì hết trơn á. Xã hội nó đòi có bằng gì, ít nhất là bằng thạc sĩ, gọi là cao học. Rồi đã xong rồi bây giờ nè, trời ơi, tiến sĩ coi như là đầy hết ở bên Việt Nam. Tiến sĩ coi như là gì rồi, thậm chí luôn tiến sĩ mà rồi nó bắt đầu nó còn hơn thua với nhau. Tiến sĩ phải là tiến sĩ Mỹ, tiến sĩ Mỹ mà đại học phải đại học Mỹ, đại học Apollo. Mà cái đại học đó không có, nó nổ, nó lấy bằng tiến sĩ ra cũng đàng hoàng, mà đại học đó chỉ ở trên gọi là học online. Trở lại là ở đây nè, cũng là đủ thứ quan điểm mà người nào hiểu cái nào chỉ biết cái đó thôi. Cho nên Đức Phật mới nói ví dụ chân lý. Đức Phật nói chân lý như là cái gì? Cục. Chân lý như cục gì? Cục gì? Nói vậy mà không hiểu cục gì hả? Cái cục gì mà nó nhiều màu? Ở đây có ai đeo hồng sòn không? Đâu, đâu? Ông này đeo hồng sòn vô mắt hay sao? Chỉ mắt anh này. Ông gắn hồng sòn vô mắt hả? Nói hồng sòn ông chỉ mắt à? Ông đeo hồng sòn vô mắt hả? Kim cương. Kim cương với hồng sòn là thứ hay là khác ta? Thứ. Ủa? Tức là nó nhiều màu hả? Thì Đức Phật ví dụ như cái hộp sòn, hộp kim cương vậy đó, nó bự và lớn vậy nè ha. Rồi để trên cái bàn, để trên bàn này nè. Rồi quý vị ở dưới mỗi người nhìn lên, rồi bắt đầu nói cho thiền hữu nghe cái kim cương nó màu gì. Thì có đứa thì nó nói màu gì? Màu xanh. Có đứa nó màu tím, có đứa nói màu đỏ, đứa nói màu trắng, đứa nói màu vàng, có đứa nói màu đen. Đại khái cuối cùng rõ ràng là ai cũng bằng cái con mắt của mình nhìn, nhưng mà khác màu và không có giống màu.
rồi bắt đầu cãi lộn nhau. Tôi rõ ràng tôi thấy kim cương vậy mà tôi ngồi tuốt trên này tôi thấy rõ chính xác, còn bà ngồi tuốt mà sao? Bà nói vậy là trật rồi. Rồi bắt đầu gây lộn cả nha. Thì cái chánh pháp của Đức Phật cũng vậy. Mình học một chút, mình biết một chút, mình tu đến cái mức độ nào mình biết mức độ đó. Chứ đừng nói mình học một chút mới tu một chút, nó nhìn không biết hết. Biết hết không? Quý vị hiểu, quý vị có khẳng định là quý vị biết hết không? Vậy đó mà hãy nói ra là tôi biết hết, tôi thấy hết, tôi chứng hết. Kinh hả? Ông thầy ông gõ cái bon cái là biết chỗ nào rồi. Vậy đó mà nhiều khi đi đám ma ông thầy cũng quên luôn, ông không có nhắc, ông không có kêu là cũng ỷ lại đó, không có kêu là lật trang số mấy, bắt đầu vô tụng luôn, ở dưới là bắt đầu nghe sột sạt là sao kiếm không biết đường lật, mà nói ra thì nói tôi tụng tôi hiểu hết, tôi thấy hết, có ông mà không có cần cầm bổn nữa. Ngon vậy đó, để chứng tỏ là sao? Mình thuộc nhưng mà không cần cầm bổn. Nhưng mà cái bà kế bên, vợ của mình thì ông dặn kỹ lắm. U à, ở nhà bà muốn quýnh, bà muốn chửi tôi, bà làm gì làm. Nhưng mà kỳ này đi có đi tụng kinh đám, bà làm ơn làm phước, bà cho tôi lên mặt các thôi. À, rồi, bà ngồi kế tôi, bà lật ra, nhưng mà tôi không cầm mạc, không có cầm bổn á. Hỏi sao vậy? Thì bà để cho tôi chứng tỏ với mọi người là tôi thuộc kinh. Đó, nhưng mà ấy rồi sao? Liếc qua tụng sao? Con người ta nó có cái tánh vậy đó. Rồi bằng như gọi là gì? Khoe khoang. Mà nhất là khoe khoang thì chỗ đông người mới khoe khoang, hay là cái chỗ chỉ có mình ông Phật với mình khoe? Chỗ đông người mới khoe. Chỗ càng đông người chừng nào càng chứng tỏ chừng nấy. Chứng tỏ cái gì? Nếu đi vô chùa chứng tỏ tôi là đệ tử tứ ruột. Tôi đệ tử ruột. Tôi là gì? Đi chùa lâu năm. Tôi là người gọi là gì? Cận sự của ông sư phụ. Ông sư phụ ổng ăn cái gì tôi cũng biết. Ha, ổng thích cái gì tôi cũng biết hết. Biết không? Không biết. Nói thì nói vậy, thiện hữu hỏi vậy, nhưng mà ra đường thì cũng nói là trời ông thầy, thiện hữu ổng ăn cái gì tôi cũng biết, ổng thích cái gì tôi cũng biết, ổng mặc đồ sai mấy tôi cũng biết. Nói tới cái đó người ta thấy kêu mua sai số 1, đi ra mua sai số 2, sai số 3. Trừ hao gì? Không có. Vậy là tôi kêu sai mua sai số 3, nó mua sai số 1. Tức là sao? Nó nhìn nó thấy thiền hữu ốm này lo sao không biết nữa, mà nó mua cái sai của cái thằng cháu của bà này. Nghĩ sao mà cái quần của thằng đó mà tôi mặc. Mà nó nói là là tôi biết mà, tôi biết ông thầy là cái sai nó. Ví dụ vậy. Ông nói ví dụ vậy đó. Cũng là cái bạn gì cũng chứng tỏ. Rồi nè, tôi biết rồi, tôi biết đó là ông thầy ông thích ăn canh hẹ. Ở từng rồi không biết ai nấu để hộp canh hẹ. Nó ăn cái bằng cỏ. Vừa hẹ vừa cỏ luôn. Ông thầy cũng ăn coi như ông nuốt. Nuốt thì sao mà cái cầm tới chừng mà
Tới chừng mà đeo cái kiến vô, xong rồi mở ấy ra gấp, nó trời trời, sao cái cọng cỏ, cỏ đầy chứ, rồi đã vậy mà còn có bông cỏ luôn nữa. Bông cỏ y như cái bông ở ngoài đó vậy đó. Mà phát hiện vậy là thầy ăn hơn nữa, hơn nữa tù. Tới bữa nay chưa có sao. Đó, tôi nấu, tôi quen rồi, má tôi nấu cho thầy ăn, bây giờ má tôi về Việt Nam, tôi nấu, tôi biết ý thầy cho ăn cái gì. Tôi không có nói ai rồi nha. Đó, vậy đó, thì cũng biết ông thầy ăn gì, ăn cho ông thầy ăn vậy đó, không lẽ giờ nói ra nói, ông thầy thích ăn cỏ. Nên bỏ cỏ vô. Cỏ nấu canh. Vậy mà cũng nói thì y chang như mấy ông này đó. Nói mà người kể cái chuyện mà cũng mới rồi, trong gọi là chuyện Thiếu Lâm Việt Nam có cái chuyện gì nè, mà cũng mù, đang nói cái chuyện mấy ông mù này rờ voi. Thì cũng có ông mù, mà cái khả năng của những người mù quý vị biết là cái gì không? Bây giờ con mắt họ không thấy đường rồi, thì họ sử dụng cái gì? Cái gì? Cái lỗ tai ha? Hay là cái tai? Cái lỗ tai. Khả năng thính thị của người mù, cái lỗ tai cực kỳ thính thị. Và cái gì nữa? Cái lỗ mũi. Thì ông mù này, ông có cái khả năng ngửi bằng cái lỗ mũi. Nhưng mà có một số người, người ta không tin. Làm cái gì có cái chuyện đó, đã mù rồi khả năng đâu còn. Mà bắt đầu mới thử. Mời ông lại chứng kiến tất cả. Bắt đầu đưa cái bộ gọi là hồng lâu mộng đưa cho ông. Dạ, bộ hồng lâu mộng nha. Đưa ông. Ông hửi hửi hồi ông nói: bộ hồng lâu mộng. Hỏi tại sao ông biết là bộ sách này là bộ sách hồng lâu mộng? Ông nói: bởi vì ta hửi nghe cái mùi gọi là phấn sáp, tức là nghe mùi gì? Mùi son phấn. Quý vị biết bộ hồng lâu mộng không? Hồng lâu mộng là tình cảm. Cái bộ này là trong một trong tứ tài tử thư. Hồi đó thì ngũ học văn học Trung Quốc thì có liệt vô là một trong những cái bộ sách quý mà phải học. Rồi xong cái bắt đầu dẹp cái bộ hồng lâu mộng, đem cái bộ Tam Quốc Chí ra. Ổng đâu thấy đường đó, nhưng mà ổng lại hửi qua hửi lại vậy nè. Ổng nói này, bộ Tam Quốc Chí, ghê chưa? Khả năng của người mù cực kỳ chính xác. Hỏi tại sao ông biết? Ông nói ta ngửi nghe cái mùi dao kiếm, nghe mùi đao kiếm. Tại vì sao? Tam Quốc Chí là sao? Chiến tranh, đánh giặc. Rồi cái đó là bên Trung Quốc phải không? Đưa cái bộ khác, tại vì này Trung Quốc cho nên là cứ nghĩ là chắc nó học thuộc hay gì, đưa cái bộ khác. Cái bộ có một cái bộ gọi là Chiến tranh và Hòa bình. Của ai? Của một nhà văn mà đại văn hào mà có được cái giải Nobel Hòa bình và Nobel văn chương, là cái bộ gọi là Chiến tranh và Hòa bình của nó Liên Xô, không chịu Nga. Của thằng cha nào viết? Của ai? Ai nói đó? Đúng đó. Ai? Con đâu phải tên Nga đâu mà biết. Đúng, là của nhà văn tên đó đó. Ông hửi, ông nói này là bộ Chiến tranh và Hòa bình. Nói sao biết? Nghe cái mùi gọi là súng đạn. Hay cực kỳ phải không? Cuối cùng ông mới lấy cái bộ sách mỏng mỏng vậy nè của ổng á, đưa cho ông mù hửi. Ông hửi
cái nói này là sách của ông viết. Trời, chính xác luôn. Hỏi sao ông biết? Tôi nghe cái mùi thẩm thẩm. Đúng mà. Hay không? Nó ngửi mùi mà nó biết. Cuối cùng là khen cái ông. Mấy nhà văn này hả chê? Văn của ông, mấy văn chương của người ta nghe tới chừng văn của ông nghe cái mùi thủng thủng, mùi thúi thúi á. Tương tự vậy cũng có ngầm mù. Nghe kể chuyện mù nghe chơi. Thôi giờ kể kỳ quá. Tại vì này nó hơi kêu bằng không có được thanh, không được thanh. Bây giờ kể một cái chuyện khác, cũng là cái người mà gọi là vừa hà tiện, vừa hà tiện mà vừa coi như là không có chịu học, cứ nghĩ là mình giỏi, cứ nghĩ là mình hay. Thì có ông già, ông đó, ông có thằng con trai duy nhất. Tới tuổi học, đi học. Cái này nè, mấy bà có con trai, con gái gì, có con nhỏ là mà lưu ý nè. Có nhiều khi thương con quá, tới tuổi đi học thì gửi vô trường cho nó học. Sợ vô trường con mình nó hiền, cháu mình nó hiền, sợ mấy con nhỏ trong trường ăn hiếp, cho nên không chịu gửi đi. Không chịu gửi đi học. Này có không? Này nè, tuổi con lớn vậy mà còn không chịu cho đi học. Ôm hoài. Đại khái vậy đi, tức là mà cưng con cưng cháu quá, cho nên mới kiếm một ông thầy ở quê, mà kiếm ông thầy làng, thay vì đưa cho nó học chút chữ thánh hiền để sau này lớn lên nó nhờ ở trong trường trong lớp, thì bây giờ không, mời một ông thầy giáo làng lại để mà dạy chữ thánh hiền cho nó. Đi tới đi lui tới lui, có chọn được ông thầy giáo làng, lại đích thân lại nhà dạy cho thằng cháu. Thì cẩn thận chút là mời ông lại dạy, nhưng mà dạy thử trước coi có thằng cháu nó chịu học không. Rồi lại nhìn cái bộ dáng của thằng cha thằng cháu, nói này cũng dễ dàng lừa biếng mà lép. Rồi bắt đầu ông ba nó cũng hỏi là thầy đâu có dám nói thằng con mình dở. Nói thằng con của tôi nó thông minh lắm, thầy yên tâm đi, dạy coi như là thầy chỉ dạy sơ sơ thôi, tại vì mà kẹo mà dạy nhiều quá sẽ tốn tiền, thì dạy sơ sơ thôi là con của tôi nó biết hết. Rồi ông thầy giáo làng ông mới nói dạy sơ sơ thì cũng dễ lắm, học chữ thánh hiền cũng dễ lắm. Ví dụ hai người nói chuyện á, thằng nhỏ nó nghe, ví dụ như chữ nhất là gặp cái là một, nhị gặp hai, gặp chữ tam là gặp ba, gặp dễ không? Ông già này không nghe, ông trời dễ quá trời dễ. Nếu biết vậy thì thôi mình không nghĩ trong bụng á, biết vậy thì thôi mình dạy luôn, chứ mắc gì mà mướn cái ông này lại tốn tiền tốn cơm. Rồi cho nên là nó dạy được rồi thầy, để coi ngày làm tháng tốt, bữa nào là lại rút lại là thầy dạy ăn nhiêu tiền, ăn nhiêu xôi, ăn nhiêu chè, rồi bữa nay thôi dạy thử vậy được rồi. Thì ông thầy giáo ông vừa đi ra khỏi nhà thì nhỏ chạy lên, nó nói ba đừng có mướn cái ông thầy đó lại dạy cho con nghe ba. Hỏi sao vậy? Dạ em chỉ tốn tiền mà ba làm ăn cực khổ mà dạy con chút vậy mà tốn tiền. Dạ em chi? Nói mày tự mày học được không? Dạ được, dễ ở có gì khó. Giờ ba đốn con đi, nói bây giờ mày viết mày nhất, chỉ nhất cho tao coi. Thật thông minh, cái nó gặp cái ông nói dễ chứ chuyện gì mấy gặp. Dễ ở chuyện gì hai gặp. Đúng không? Mấy vị hồi xưa học cũng có học vậy không?
Giống vậy phải không? Rồi xong cái nó mày viết chữ tam cho tao coi. Cái nó gặp ba gặp chặt. Nó bụng cho bụng thằng con mình nó thông minh, cực kỳ thông minh, tao nó thông minh cỡ như là cỡ như mình vậy. Hèn chi mình đẻ nó ra thông minh quá. Cái ông nói nhất như vậy dễ quá, thôi bây giờ ông suy nghĩ, nghĩ phải đố nó một cái chữ rất là khó mới được. Cái ông nói mày viết chữ chữ dạng cho tao coi. Cái nó ngồi nó suy nghĩ, nó nói thôi ba đi đi ra ngoài đi, ba đi công chuyện rồi đi, ba đi công chuyện đi, để con tịnh tâm mà con viết, con nhớ chữ dạng. Thì ông già ông cũng thấy vậy, ông mới đi ra, ông đi công chuyện theo cái ông quên lẳng luôn cho tới đầu trưa về ăn cơm. Cái ông hỏi nó chứ, ủa con viết chữ dạng chưa con? Cái nó ngồi nó không, chữ dạng nhiều quá, gặp hồi nãy giờ mà mới được có mấy trăm mà chưa tới dạng. Có nghĩa là sao? Nó cứ nghĩ là gặp cái là nhất là một, gặp hai gặp là hai, rõ ràng là đúng mà. Thì nó phải gặp sao tới một dạng gặp đó, nó ngồi nó gặp tới trưa luôn mà chưa tới dạng, nó điếm, nó không đủ, nó nói vậy là chưa có được cái chữ một dạng. Thấy khôn không? Thông minh không? Quá khôn, quá thông minh luôn. Hai cha con sợ tốn tiền ha, à, không cho con đi học ha, sợ mấy gặp mấy hồi xưa mà mấy cái ông thầy gọi là thầy gì, thầy đồ thầy nho mà cũng có âm gọi là tốt, có âm cũng sao đâu có tốt, học mới có ba bốn chữ ha, mà mày đặt làm tàn. Cho nên ông sư phụ thiền hữu hồi xưa ổng là coi như là ổng đậu coi như là thành chung, cái bằng thành chung là hồi khi mà người Pháp vô trong là mà đô hộ đó, tới cái thời điểm mà ổng lớn lên đó là ông sư phụ thiền hữu vẫn là cái thời điểm mà tiếng Pháp chuộng tiếng Pháp để đi làm ông ký ông phá ông này nọ, thì ông sư phụ thiền hữu là đậu bằng thành chung á. Mà cái bằng thành chung á là ở hồi đó Sài Gòn mấy sau năm 1975 một số phái đoàn Pháp mà nó qua đó mà gặp Phật giáo, ông sư phụ thiền hữu là cái người ra nói tiếng Pháp y như tiếng Việt, ổng giỏi vậy. Mấy bà ở đây cỡ tuổi này nè, ở dưới có ai có cái bằng thành chung không, biết cái bằng thành chung không? À, thì đó, nhưng mà ta nói tiếng Pháp như là tiếng Việt. Thì ông sư phụ thì ngủ vậy. Rồi tối lên bốc cẳng ổng, ổng mới nói là hồi xưa là ba má là bắt học chữ Nho, cho nên chữ Nho ổng cũng rất là giỏi. Hòa thượng Quảng Đức là thấy chữ Nho giỏi mà ổng là gốc là thầy thuốc nữa, cho nên từ đó mà qua học kinh rất là dễ. Hòa thượng Quảng Đức là chỉ sơ thôi là đưa thẳng ông vô ông dạy luôn. Cho nên ông mới nói là nào có ra gì cái chữ Nho, ông nghè ông cống cũng nằm co, hôm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một cái dĩa sao giò. Cuối cùng lại đi học để kiếm xôi kiếm cơm ăn. Là vậy đó, mấy ông thầy mà đồ mấy ông này hồi xưa có ông giỏi thì có ông cũng chất quốc rồi đi dạy kiếm cơm ăn vậy thôi. Cỡ như nhỏ này cho học như vậy, gửi cho thầy đi, thầy là thầy gì, thầy đồ nè, bắt nó đội. Mà có một bữa đó thằng nhỏ nó học với ông thầy đồ,
rồi nó mới đem cái bánh ba bà ngoại bà nội này, bà nội nó mới cho nó một cái bánh thôi bánh kem đi, chứ cái bánh hồi xưa quên rồi, bánh kem bà lớn vậy nè, nó đem vô nó không dám ăn, mà nó đi học với ông thầy đồ, mà ông thầy đồ nhìn cái bánh kem là thấy chảy nước miếng rồi. Ăn thì thằng nhỏ không dám ăn, cho nên thầy đồ mà tới giờ học, thầy đồ nói bữa nay thầy cắt nghĩa cho con về coi như là vũ trụ vạn hữu này. Thằng nhỏ nó nói dạ, mà nó cứ dạ, mà nó cứ ôm cái bánh bánh kem hoài. Thầy nói nè nhỏ, mà con trò con phải lên con để cái bánh kem ở đây. Rồi để bánh kem ở đây, ngồi xuống dưới, nó ngồi xuống dưới, con có thấy cái gì không? Nó dạ con thấy cái bánh kem của con. Ở đây nguyên cái bánh kem ha, quý vị hình dung nha, đây là bát quái, không là cái gì, thái cực, không phải thái cực, là cái vũ trụ này là nó là một cái mớ hỗn độn, hồi xưa là một cái mớ hỗn độn một cục vậy đó, là cái gì gọi là thái cực, con hiểu chưa? Nó nhìn cái bánh kem của nó, là ông thầy ngồi kế nó dạ con hiểu thái cực. Cái ông mới lấy, ông thấy ông thèm quá rồi, ông biết cách sao ăn. Mới lấy dao. Quý vị hình dung nha, thầy là thầy đồ đó. Cắt cái bánh ra làm hai. Ông nói, thái cực sanh lưỡng nghi. Cắt cái bánh là ba. Con thấy không? Thái cực sanh lưỡng nghi. Con hiểu chưa? Dạ con hiểu, mà nó nhỏ nó với nó cũng sao? Nó dòm cái bánh. Mà ông thầy đồ cũng dòm cái bánh. Thèm quá mà. Thái cực sanh lưỡng nghi, cắt cái bánh làm hai rồi là lưỡng nghi rồi. Thái cực sanh lưỡng nghi, cái bự quá sao ăn được. Cho nên là từ làm hai ông cắt làm bốn. Ông nói lưỡng nghi sanh tứ tượng. Cắt cái bánh làm bốn. Con lưỡng nghi sanh tứ tượng, con hiểu chưa? Cắt cái bánh làm bốn rồi đó nha. Rồi hiểu chưa? Dạ con hiểu. Con đầu ông cắt từ làm bốn, ông cắt làm tám, tứ tượng sanh bát quái. Bát là tám, tứ tượng sanh bát quái. Bát quái là gì? Nó là nè, ông mới lấy cắt làm tám rồi, ông mới nè càng nè cảm nè, vừa nói cái ông vừa lấy càng cái ông bỏ ông hỏng, ông nhai ông ăn. Khảm nè, cấm nè, chấm nè, tốn nè, ly nè, khôn nè, rồi càng khảm khấn chấn cấm chấn, càng khảm cấm chấn tốn ly khôn đòi là bác quái đó nghe con. Tự nhiên nhỏ như nó khóc quá trời luôn. Nó dậm, bắt đầu nó chịu hết nổi rồi, đứng dậy nó dậm. Dậm dậm sao con không hiểu hả? Hiểu gì trả cái bánh ra cho con. Đó, thầy đó, thầy nho vậy đó. Cuối cùng là ông giảng gì? Tới rồi gọi là càng khảm khấn chấn tốn đi không đòi là sao? Tại nó biến quá. Từ đó nó biến quá, nó sanh ra vạn chủ hữu vũ trụ, nó biến quá nhỏ biến vô bụng ông hết. Gọi là gặp mấy cái ông thầy gọi là gì, cái đó gọi là gì, ai nói hàm ăn. Mấy ông thầy đó gọi là mấy ông thầy thật ưa ăn. Ưa ăn, ai nói tham kỳ, nói tham là động mà. Thích ăn ha, chứ đừng nói tham ăn. Thì trả lại đó là có những người ta dốt vậy đó, mà ta cũng đi ra làm thầy để kiếm gì? Kiếm ăn thôi, kiếm cơm thôi. Thì trả lại là Đức Phật nói là sao? Là mấy người này nè, mấy người mà gọi là mù nè, mấy cái ông gọi là Bà La Môn, Sa Môn này nè, là như người mù không biết gì, không hiểu, chỉ sao, chỉ coi như là gọi là sao, bị gọi là chấp trước, cứ cho mình là đúng,
mình là thấy đúng. Bây giờ đang nãy giờ nói chuyện mù đụng chạm phải không, giờ nói chuyện chùa mình mà. Giờ hình dung ra nè, nãy giờ quý vị nói cụ thể không, thì ngủ không có cái bánh mà tưởng tượng cái bánh mà cắt ra làm tám mà quý vị hiểu hết rồi phải không. Giờ nè tới chùa mình nè, tự mỗi người xét trong lòng mình nha, nhất là mấy mọi người mà gọi là tự xưng gọi là đi chùa lâu năm, đi tu lâu năm, rồi làm công quả lâu năm, đi vô giờ nói đơn giản nè, mình hiểu người ta bằng cái đầu của mình nhiều khi trật á, và mình hay như vậy lắm. Giờ hình dung ra tự nhiên chùa này á, là thiền hữu nói rồi, đệ tử của thiền hữu là đa số là bao nhiêu, cỡ nhiêu tuổi trở lên, cỡ chín mấy trở lên tới mấy, chín mươi mấy trở xuống chứ quên, nó trở lên thì lên con khúc lên có mấy bữa mấy nấc nữa, chín mấy trở xuống, chín mấy trở xuống mấy, trở xuống 50 thôi, đa số là vậy. Bây giờ đang làm, đang ở trong này, ngày lễ hoặc là không phải ngày lễ, tự động có ông nhỏ nào đó, trẻ, gái á, mặc coi cũng được, trẻ xuất hiện, xuất hiện mà chưa dám vô tới chánh điện, đứng đứng ngoài cửa, đứng đứng ở ngoài đó, thì ba bà ở trong này dòm ra nè, khác hoàn toàn hết nè. Một bà sẽ nói sao, con nhỏ này đâu, này đâu là lạ, nó vô đây mà nhìn cái dáng gọi là mặc đồ cũng đẹp, nhưng mà còn trẻ, ví dụ mới có 30 thôi, hai mấy thôi, mình dáng nó thất tình quá bà. Chưa có tiếp xúc với nó, chỉ mới nhìn thôi, thì một bà thì nói con người ta sao, thất tình. Vì sao? Bởi vì nghĩ là cỡ tuổi này mà đi vô chùa tu, đi vô chùa là cái dạng thất tình mới tới thôi, chứ cái chùa trong đầu óc của cái bà nói con nhỏ này thất tình là chùa là cái nơi để cho những bà già gần đất xa trời tới. Người trụ trì là một cái ông gọi là cái cầu nói, trụ trì chùa Phật Tổ là cái người là cái cầu nói để mà tiếp giữa đất lên trời, cho nên mới gọi là gần đất xa trời. Còn bây giờ là mấy bà này thuộc về cái dạng gần trời mà xa đất là đất rồi, cho nên cái người mà hiểu như vậy thì nhìn cái thế giới trẻ mà nó đi chùa thì nói là nó là do nó làm sao thất tình. Cái bà kế tiếp thấy nó vậy chắc không phải thất tình đâu, nhìn nó đi tới đi lui thấy nó một bơ phờ trơn, chắc nhỏ này thất nghiệp không có thất tình thất nghiệp, nó đụng chạm nó nha, là ví dụ thôi. Thì bà thứ hai thì nói con người ta vậy thất nghiệp, cái này nói ví dụ à, chuyện không có, nhưng mà thầy nói ví dụ để hiểu là quý vị nếu không khéo là quý vị như vậy đó. Người ta không có quen biết gì quý vị hết, quý vị nhìn cái dáng người ta sao không biết mà nói người ta. Hồi nãy thì nói là sao thất tình, bây giờ tới cái bà thứ hai thì nói nhỏ đó nó thất nghiệp, nó mới đi vô chùa, chứ nếu mà nó có công ăn việc làm sao, nó đi làm rồi, có người thì ngủ nghe rồi đó, có người nói vậy. Mấy cái người mà bài đặt đi làm, mới đi làm được có chút xíu rồi gặp mấy người mà người ta không phải là người ta không làm, là tại vì người ta không muốn làm,
chứ không phải là người ta làm biếng hay gì mà đi làm mới có mấy bữa bài đặt nói cho con qua đây con không bao giờ con ăn tiền thất nghiệp. Mấy người thất nghiệp là mấy người bắt đầu nói nặng mấy cái người thất nghiệp đó, vậy là chồng mấy người đó không phải là thất nghiệp, tại vì người ta không có muốn đi làm thôi, đi làm cực quá không có lãnh được nhiều tiền. Thì cái bà thứ hai nói là nhỏ này nhìn thấy nhỏ này giống như bị thất thất nghiệp rồi, con người ta mới có xuất hiện vậy đó mà là hai người nói rồi, một là thất tình hai là thất nghiệp rồi, cũng trật luôn rồi đó. Tới cái bà thứ ba mới nhìn tới nhìn luôn mà nhỏ nó thụt vô thụt ra nó không dám bước vô, thì sẽ nói con nhỏ này thất gì hả, rồi cho con nhỏ này thất bại đi. Rồi thất bại có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm ăn thua lỗ, phá sản, bị phá sản, buồn, đi vô trong chùa để cầu, cầu thần thánh, cầu Phật trời để sao cho làm ăn trở lại được tốt đẹp. Cho nên nói không có đâu nhỏ này, dễ gì mặt nó mặt nhỏ nó coi thấy vậy mà nó dữ lắm á, không có đơn giản đâu mà nó cầu mà nó đá mấy thằng đàn ông chứ làm gì có cái vụ mà đàn ông đá nó mà nó thất tình. Rồi cái đứa nó trời nhỏ này nó mạnh như trâu vậy làm gì có cái vụ mà ăn thất nghiệp. Rồi cái bà này bà mới nói không, nhưng mà cuối cùng là nó thất bại. Ba người này nãy giờ nói đúng không? Đúng không? Chặt lắm. Vậy đó mà thiền hữu để ý á, hãy mà người nào mà xuất hiện lạ lạ là ở trong này mấy bà là có cái đề tài, không phải chỉ mấy bà không, mấy ông luôn có đề tài để nói người ta. Tại sao vậy không biết? Tại vì tánh của chúng sinh là ham nói, ham đánh giá, giống như mấy ông mù này vậy đó. Giống như mấy bà la môn sa môn này ăn rồi khất thực, ăn rồi không có chịu nói cái chuyện gọi là gì, chuyện tu hành, mà đi nói cái chuyện tào lao không, mà nói chuyện ở đây đang ở Úc, cái thằng tổng thống Mỹ hay là cái thằng cụ tổng thống Mỹ cậy tía nó chứ. Hôm qua này đem vô cũng có người vô hỏi thiền hữu hỏi hay gì chưa, ông Trump gì đó sắp bị bắt ở nào đó ở đâu hả? Ủa thầy không biết hả? Tin tức rùm beng lên chơi rồi mà thầy không biết hả? Thấy không? Trời ơi, ông Trump ở bên Mỹ á sắp bị bắt rồi, tòa án kêu rồi, hỏi bị gì vậy? Nói tòa nó phát lệnh rồi, chuyện bên đó dính dáng gì bên đây mà cũng suy nghĩ rồi chạy vô hỏi mình coi mình biết chưa, hỏi rồi ông nghĩ sao mà ông đi đem vô tào lao, ông nói vậy đó, tại vì con muốn nói thầy để mai thầy thuyết pháp á. Thầy hay nói gì không chơi quê tôi đâu. Thiệt tình. Thôi giờ có sao kể vậy cho nghe vậy. Trở lại là cái nội dung này là quý vị đừng có nghĩ là người ta là mù, coi chừng mình cũng là những cái người mù rờ voi đó. Đụng tới đâu chấp nhất tới đó. Người thấy cái gì không? Đó, sao chuỗi? Chuỗi này không có mới. Chuỗi này là chuỗi cũ, bà mới thấy thôi. Thấy không? Đó, cũng vậy đó.
Vậy đó mà thầy trò cãi lộn với nhau. Cái chuỗi này quý vị có nghe gọi là ngọc trai không? Chuỗi này người ta cúng cho thiền hữu lâu dữ lắm rồi. Mà thiền hữu không đeo đó là quý vị biết lý do. Quý vị có nghe ngọc trai không? Không, đây là ngọc trai này, đá quý này. Thầy nói ra vậy để chi? Có đồ quý nè, nhưng mà không đeo là vì hồi xưa giờ nghỉ. Nghỉ không đeo là vì một cái hộp như vậy là hồi đó thiền hữu co biết á, là nuôi cái gọi trai nuôi á, là quý vị biết không, cái con trai. Nhưng mà bây giờ cái kỹ nghệ cực kỳ, bây giờ nó cao cấp hơn ngày xưa. Hồi xưa á, là cái con trai đó là ấy, nó ra tép nó ra xong rồi bỏ cái hạt cát vô. Mà quý vị hình dung ra đi, được một cái hộp như vậy là một cái thời gian rất tải rồi nó mới tiết ra. Nó tiết ra một cái chất rồi từ từ bao bọc lại, nhưng mà nguyên thủy của nó là hộp cát nhỏ. Nó quý là quý cái gì quý vị biết không? Nó đau đớn. Được một cái ngọc trai, nhưng mà ví dụ như 100 con làm như vậy, nuôi như vậy, chết hết khoảng chừng 60 con, còn chỉ có 40 con thôi. Bây giờ người ta cao cấp hơn, người ta không cấy cái hộp cát nó đau. Thì cũng mới coi ngày hôm qua là người ta mới lấy cái vỏ của con trai đó, người ta xay ra, ta làm cái thức ăn, ta gọi ta làm cái viên tròn rồi ta mới nhét vô thì nó đỡ đau hơn. Nhưng mà vẫn là cái cách làm như vậy để đem ra bán, rồi xỏ sâu đem để đeo. Mà mỗi lần đeo vậy, mình biết như vậy thì không đành lòng đeo, toàn là đeo cái gì xác chết không à. Cho nên hiện giờ ai thích cái sâu chuỗi này, cái này là của một người ông thầy ở bên Mỹ, ông cúng dường cho thiền hữu á 30 năm rồi hả. Ai thích? Bà thích hả? Ai thích? Thầy chưa nói hết. Hả? À, mà dù quái tự nhiên tới cái lúc khúc này nói thầy nói như cà lâm mà đớp. Nói cái vụ cà lâm quý vị có nghe. Kể cho nghe chuyện cà lâm, cái này là chuyện cũng không biết có thật hay là có ấy, mà cái này là một ông bổn đạo của thiền hữu mà ông già rồi, ổng hồi xưa ông đi lính nhảy dù. Ông kể lúc mà học, ông kể 10 thằng mà lính là lính trước 75 á nha, 10 thằng nhảy dù. Thấy thì thấy vậy đó, nhưng mà nói 1, 2, 3 đến 1 cho tới 10 vậy đó, mà có thằng là nó cũng không nhảy đúng điểm. Cho nên bác thiền hữu mới hỏi sao kỳ vậy, lính dù là thứ dữ mà coi như chấm tọa độ đồ chính xác dữ lắm mà sao mà nhảy, có nhiều khi người ta xuống hết rồi mà có thằng nó còn dướng ngọn cây kêu vậy. Hỏi sao vậy, nói thì bạn con, ông kể ông nói hiện giờ còn sống đây nè, bạn con nhảy mà máy bay đưa lên tuốt ở trên mà khỏi chín tầng mây gì đó, bắt đầu 1, 2, 3 đến 10 là bấm nút để mà bắt đầu nhảy xuống rồi nó tự điều khiển. Thì có một thằng đó, nó nhảy nó rớt xuống, mà hên rớt xuống đống rơm, lại hỏi không chết nhưng mà hỏi sao mà người ta nhảy xuống nãy giờ mà ông rớt, rồi cuối cùng ông rớt đống rơm. Thì này nó nói
Dạ em không biết làm sao nữa mà em đếm, em cũng đếm miệng em đếm á, một hai ba tới tới năm sáu cái sáu, thật ra nó đếm tới 10 là rớt xuống đống rơm rồi. Tại vì nó cà lam giống như thiền hữu vậy đó, chưa chậm quá chưa nói hết. Bây giờ bà Vũ Quế thích phải không, tặng luôn, tặng. Nhưng mà nói trước là cái này quý lắm à. Nữa có gì mà có theo Phật thì đừng có đem đi, trả lại thầy. Chịu thì cho, không chịu thôi. Cái này là thuộc về cái dạng cho. Cho mượn. Ủa? Ủa cái đó là thuộc về cho mượn hả? Cho bà cho con sao? Mà dài là thôi cho luôn, không sao luôn. Lát nữa tặng cho bà Diệu Quế sâu chuỗi bằng bạch ngọc trai nha. Cái này bạch ngọc trai nha, cơm giỡn nè. Thầy có gì cho nói. Sáng mà đồ của Quan Âm mà thầy còn lấy cho mà. Quan Âm có sâu chuỗi. Bà kêu bà xin, bà nói có con em bà ở dưới LA. Thầy thấy là xin phải không? Thầy lấy của Quan Âm cho luôn. Thầy ra trở lại là học cái bài kinh này, mong quý vị là làm ơn làm phước, đừng có dính mắc, đừng có chấp chặt. Quý vị đi đây đi đó, đi thì đi ha, rồi tu hành chỗ này chỗ nọ, tu thì tu, nhưng mà ở đâu người ta có cái kiểu của đó. Đừng có chấp chặt rồi đem cái không có cái nào. Ở đây nó tụng kinh theo kiểu ở đây thì chỉ biết ở đây thôi. Đi lại chỗ khác, trời sao mà tụng không giống đây, là không được. Đi lại ở đây, cái sinh hoạt ở đây là như vậy. Sáng thì Phật Pháp trao đổi Pháp thoại, rồi lát tụng kinh xong rồi ra cúng kiến, rồi ăn uống, rồi chiều rồi vô tụng nữa. Thì cái cách ở đây là vậy. Nhưng mà có nơi tao đâu có làm vậy. Thì mình đừng có lấy cái gì ở đây để mình đi chồng lên cái chỗ khác, là sai, là không có đúng. Nói về người Phật tử là phải lòng hết sức là nhẹ nhàng. Mình sinh hoạt ở đâu, mình làm cái gì ở đâu, xong ở đó, để ở đó. Đừng có đem đi tùm lum hết trơn để cho mệt, rồi làm rối thêm những cái nơi khác tội nghiệp người ta. Tương tự như vậy, quý vị đừng có đi lên nghe ông thầy. Ông thầy nào đâu á, giảng ở đâu đó, ví dụ mà lên nghe. Hoặc là tổ chức, ông thầy nào đó tổ chức Viếng Quan Âm. Từng tới Viếng Quan Âm nữa rồi đó, Viếng Quan Âm kỳ 2. Tại vì sao? Bởi vì nhường 2 tháng 2 thì thôi mình cũng tụng Quan Âm nữa. Nhưng mà đừng có nói hồi tháng rồi có nhiều chùa người ta đâu có tổ chức, tháng này người ta tổ chức nè, rồi tháng rồi mình ở đây mình tổ chức, bây giờ tháng tới tháng nhuận này là mình tổ chức nữa cũng chẳng sao. Hoặc là mình không tổ chức cũng chẳng sao. Mình đừng nói là tổ chức sau vậy là không đúng, hay là tổ chức trước vậy là không đúng. Không phải. Nói như vậy là bị sao? Bị dính mắc. Chỉ biết là cái cục gì, cục đai mình á, là nó có một màu, là màu đỏ thôi. Cuối cùng nó đâu phải chỉ màu đỏ không, nó nhiều màu. Đó, vậy quý vị nghe hiểu ha. Đó, thành thử là lòng mà không bị dính như vậy thì nó nhẹ nhàng lắm. Ai nói việc gì nói, ai làm gì làm, thậm chí gặp người quen hay là người lạ gì cũng bình thường. Còn lòng của mình mà nó dính cục 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 ở trong đó, rồi gặp cái gì cũng
cũng suy luận, suy nghĩ, mà suy nghĩ theo mình không à. Người ta đi chùa nhỏ, người ta đi chùa cũng nói. Rồi thậm chí luôn giờ đang ngồi ngồi về, có ông già bà già nào đó, đi lại cây chống cây gậy ở trong này cũng nói ra. Nè, quý vị đừng nghĩ là không nói nha. Gặp hồi nãy đó, Thiện Hữu kể là nhỏ đó, trẻ đó. Rồi bây giờ nè, ông già bà già mà tôi còn chống gậy nữa, thì quý vị sẽ nói làm sao biết không? Ăn chơi cho đã. Tới giờ này, tới chừng này chống gậy rồi mới bắt đầu lớp, lớp đi chùa. Kiểu gì con người ta cũng nói được. Quý vị thấy không? Mình đừng có dính vô mấy cái đó nha. Người ta tới là mừng, là phước duyên của người ta rồi. Thậm chí không tới cũng chẳng có gì. Mình có nuôi ngày nào của người ta không? Mình có biết gì đâu mà tự nhiên rồi người ta vậy đó. Lớn già cũng phân cũng nói, mà trẻ cũng nói, rồi nít cũng nít là mấy như mấy nhỏ nhỏ nè, lại chùa nhảy tới lui vậy đó, thì mình nói làm sao? Nói không? Nói à. Cái thằng tại sao nó mới dẫn nó vô chùa biết không? Không phải, phải nói vậy đó. Thằng khó dạy. Nếu nói nặng chút nữa là thằng gì? Nó vô chùa nhờ. Cái kiểu gì con người nói mà nói không có tốt lòng. Không đúng. Y như là mấy ông mù á. Rờ cái đuôi á, cái đuôi con voi á. Nói con voi y như cái chỗ trà. Và rờ ngay chỗ cái gì? Cái dồi voi đi thì nói làm sao? Voi y như cái gì? Y như cái gì? Y như cái lưỡi cài. Rờ ngay cái đùi của con voi thì nói con voi y như cái cột, cột nhà. Mà cuối cùng rồi bắt đầu quýnh lộn, chữa lộn, đánh lộn cho đã xong rồi là đâu có ai nói đúng đâu. Gom hết lại mấy cái yếu tố đó mới thành con voi. Thì đó, thì cũng vậy, chân lý là cái gì nó bàn bạc mỗi người mỗi nhìn. Mình cũng đừng có, ví dụ như mình đứng ở cái đạo của mình rồi mình đi nói đạo khác cũng không được, cũng không tốt đó. Có nhiều có người là đi chùa tụng ấy rồi cái thấy tụng niệm vậy, cầu nguyện vậy, cái đi chỗ khác nó ồ sao cầu nguyện sơ sài quá. Tại vì cái cách của bên đó người ta là làm như vậy là được rồi. Mình đem cái tiêu chuẩn của mình để mà mình sử dụng hết luôn. Có một bài thuốc à, có một bài thuốc à, mà bài thuốc sổ nữa, mà cứ gặp bà nào cũng cho bài thuốc sổ cho về, chị về ráng uống đi nha. Thằng chồng con, chồng tôi nó mới đau bụng hồi hôm mà tôi cho nó uống nó hết, hỏi hết gì nó hết thở. Hỏi sao vậy trời ơi, đau bụng gọi là đau bụng đi cầu mà đem thuốc sổ cho uống thì sao? Đi luôn thôi. Người gặp ai cũng đưa thuốc sổ cho nó, này là đại tài à. Rồi đây nữa nè, có mấy gói ở dưới nhà bếp là Thiền Hữu đem giục rồi đó. Xăm để ở dưới đó. Thì phòng hờ cho mấy người mà làm công việc mệt mỏi, cái cứ nghĩ là làm công việc mệt mỏi là lấy xăm uống là hết, có đúng không? Có chừng à, Thiền Hữu và học phúc thống phục nhân xâm tắc tử. Có nghĩa là gì? Đau bụng. Phúc thống có nghĩa là đau bụng. Phúc là cái bụng. Thống là đau nhất, đau bụng. Người nào đau bụng, mệt, đau bụng nó cũng làm cho mệt nha. Đau bụng mà uống xâm, chết. Cho nên cái câu của người ta là phúc
thống phục nhân xâm tắc tử. Phục là uống á, sử dụng á, là chết, chứ không phải là rồi xong rồi cái bài thuốc của người ta vậy để lâu quá không lấy ra xài. Cái con mọt á nó mới ăn, tại vì giấy mà nó ăn cái chữ tử. Cho nên thầy Hữu để lại cái bài thuốc rõ ràng là phúc thống phục nhân sanh, còn hai cái chữ tắc tử mọt nó ăn hết rồi. Cho nên lấy ra hễ mà đau bụng là lấy xăm ra cho uống, uống người nào là đi, đi người đó. Hỏi sao rồi nói nè thầy thuốc gia truyền nè để lại nè, nhưng mà đâu biết là mọt nó ăn hai chữ đó rồi. Cái bài của người ta là có cái chữ gọi là tắc tử mà không biết là cứ lấy ra rồi cho uống uống uống, nguy hiểm vô cùng. Thành ra quý vị phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, và cái gì mình nhìn cũng chưa chắc là hoàn toàn đúng. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình nhìn là hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Rồi mình đánh giá nhiều khi là tổn, tổn thọ, tổn đức. Hả? Mình lại, bị lại cũng tổn thọ, tổn đức. Lại vậy đó là mà sư phụ Thiện Hữu nói là mày đừng, sư phụ Thiện Hữu à, nói nữa đừng lại nữa nha. Đừng lại nữa, kêu cho lại Phật, lại tổ rồi mà đừng lại thầy. Biết sao không? Ông sư phụ ông nói là con nhớ, mình tu á, càng lớn á, là thiên hạ là muốn lợi lại con. Thì con hình dung ra con nhớ vậy nè, con là cái cục đá mài, còn mấy cái người đệ tử này nè là mỗi người là một con dao. Mà con dao thì nó khoái đá, nó mài, nó lại mài để cho bén á, thì càng mài thì dao càng bén mà đá càng mòn. Ông sư phụ Thiện Hữu, cho nên là mỗi lần mà bị lại vậy là Thiện Hữu, quý vị nghĩ là Thiện Hữu mòn rồi đó. Mòn chỗ nào không biết ạ. Nhưng mà rõ ràng là mòn gì? Mòn phước. Phước mình tu không có nhiều chân mà nó lại nó bòn phước chơi khôn vậy đó, cứ ca canh à, mà vậy đỡ đâu kịp. Lấy hết mớ phước cũng nửa ký là bỏ đi rồi đó, em ra ngoài kia nó xài xong hết chạy vô. Nguyện đem công đức hiện tiền hướng về đất đã an miền lòng xa, con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác.